Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của Kiên Hai Hen, kênh chuyên về đồ si hiệu, hàng thùng tuyển, đồ hai hen hiệu. Năm nay tiếp tục đến với series săn đồ si tập thứ 139, thì mình sẽ lên thêm cho anh em những mẫu áo phông cổ bẻ và mũ lưỡi chai. Ngoài ra thì mình còn có thêm một chương trình rất là đặc biệt dành tặng cho anh em, đó là cái chương trình tri ân. Cụ thể đó là khi anh em đặt một sản phẩm ở trong cái video này thì mình sẽ tặng thêm cho anh em một sản phẩm cũng ở trong video này luôn. Hoặc là nếu như anh em không chọn được thì mình có thể là tặng cho anh em thêm một cái sản phẩm khác nữa ở đây hiện tại mình đang có. Thì chương trình mua 1 tặng 1 nó sẽ áp dụng cho cái video ngày hôm nay. Và tất cả những chiếc áo mình lên đều sẽ là những chiếc áo mà được giặt xà là sạch sẽ thơm tho rồi, đến từ những thương hiệu nổi tiếng thế giới, có thiết kế đẹp mắt, chất liệu cực kỳ co giãn thoáng mát, rất là thích hợp để cho anh em mặc vào cái mùa hè năm nay. Có thể là mặc đi chơi, đi học, đi làm, đi du lịch hay bất kỳ một cái hoạt động nào anh em cũng có thể là sử dụng được. Và giá thì sẽ đồng giá là 200.000 đồng một chiếc đối với áo phông. Còn đối với mũ thì sẽ là 150.000 đồng một chiếc. Và giá đã bao gồm phí ship thì mình sẽ free ship dành cho anh em và mua 1 tặng 1. Ok, chúng ta hãy cùng khám phá xem ngày hôm nay chúng ta có siêu phẩm gì nhá. Let's go. Đầu tiên chiếc áo có mã là C1, kích thước vai eo dài là 43, 47, 70, vừa với người, cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Roots. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản và chuyên về các dòng quần áo để dành cho làm việc. Đây là gọi là dòng workwear, và phối màu trắng ngà kết hợp với lại những cái họa tiết giống như trống đồng màu nâu ở trên ngực đây, nhìn khá là chất luôn. Và phía mặt sau cũng là những cái họa tiết y hệt như vậy ở trên lưng và trên bắp tay. Thì đây là một cái họa tiết mà dành cho những anh em mà mặc mà tự tin một chút, chúng ta thể hiện cái chất thì sẽ mặc chiếc áo này rất là đẹp. Và chiếc áo này cũng rất là bền bởi vì nó là dòng workwear, chất vải, cốt tông lưới cực kỳ dày dặn, siêu co giãn và họa tiết phối màu rất là đẹp luôn. Bo bên bắp tay đây là dạng bo suông như này, và trước ngực chúng ta sẽ có một vài những cái cúc màu nâu. Và những cúc này mình thấy là theo kinh nghiệm của mình thì thường làm từ dừa, làm từ quả dừa, cái cùi dừa, cái cùi nâu nâu, làm kiểu thiên nhiên. Và trên cổ áo đây chúng ta sẽ có một cái tem của Roots Workwear đây, size M. Và trên cổ cũng sẽ có những cái phần đệm giống như là nhung này. Đấy, nó sẽ làm cho chúng ta mặc tiếp xúc cổ nó rất là thoải mái và mặc nó cũng sẽ rất là thích hơn. Và ở phía bên eo đây chúng ta sẽ có một cái tag nhỏ bên eo đây, và một cái bề mặt phía bên trong cực kỳ thấm mồ hôi và siêu co giãn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là C2, kích thước vai eo dài là 50, 55, 76, vừa với người, cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Giordano, một thương hiệu thời trang đến từ Hồng Kông nhưng mà chuyên sản xuất phục vụ cho thị trường Mỹ. Và phối màu trắng kết hợp với lại sọc xanh biển, xanh tím than. Đây, một phối màu nhìn rất là tươi sáng luôn và nhìn cực kỳ bảnh. Phía mặt sau cũng là những cái họa tiết y hệt như vậy, và chất liệu vải dạng cốt tông lưới, lên form dáng cũng rất là đẹp, độ mới cao. Đây em có thể nhìn thấy cái chất vải đây, sờ rất là trơn luôn. Và bo bắp tay là dạng bo suông như này. Trước ngực chúng ta sẽ có một vài những cái cúc màu trắng và tem của Giordano size XXL, mà đây là size XXL châu Á, cho nên là nó sẽ vừa anh em 1m7, 1m75 là vừa đẹp. Tem còn rất là mới luôn. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm tag ở phía bên hông đây và một bề mặt ở phía bên trong này cực kỳ co giãn, siêu chắc chắn và siêu thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc áo có mã là C3, kích thước vai eo dài là 45, 49, 72, vừa với người, cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Adidas. Và phối màu trắng kết hợp với lại họa tiết màu vàng ấy, nhìn nó rất là hoàng gia, cực kỳ đẹp với một chiếc áo bóng đá của Adidas. Phía mặt sau cũng là phối màu trắng kết hợp với những dòng chữ màu vàng rất là đẹp, ghi một vài những cái thông điệp nghĩ khác đi, think different. Và chất liệu vải dạng polyester thể thao, công nghệ Climacool của Adidas, tạo ra một cái chất liệu nó cực kỳ trơn, mỏng, co giãn và cực kỳ bền bỉ, thấm mồ hôi, mặc để vận động rất là hợp luôn. Họa tiết của Adidas làm rất là đẹp. Đây, em thể nhìn thấy câu lạc bộ bóng đá họ in lên những cái áo Adidas như này, và logo Adidas được thêu nổi ở bên ngực phải đây. Bo bắp tay là dạng bo suông như này, và dưới phần nách chúng ta cũng sẽ có những cái phần vải lưới này được thiết kế rất là thấm mồ hôi, và độ mới chiếc áo này cũng còn rất là cao luôn, cực kỳ đẹp. Ở phía mặt sau chúng ta sẽ có ghi ở đây là Fan Club Coco Kokoku, đây là một cái câu lạc bộ đá bóng ở bên Nhật Bản.
Và anh em nào thích bóng đá thì mặc chiếc áo này quá là hợp lý luôn. Và ở phía bên eo chúng ta sẽ có thêm cúp để thay và tag Adidas ở bên cạnh đây. Và phía bên trong này bề mặt cũng rất là trơn, cực kỳ thoáng mát. Tiếp theo chiếc áo có mã là C4, kích thước vai eo dài là 44, 50, 70, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Golden Bear, một thương hiệu thời trang đến từ Mỹ. Và phối màu vàng, vàng nhạt đây. Toàn bộ chiếc áo đều là màu vàng nhạt, rất là trung tính và cực kỳ là dễ mặc. Chất liệu vải dạng cotton lưới đây, một cái dạng chất liệu của Golden Bear họ mặc, rất là thích hợp để đi vận động, đi du lịch, đi leo núi, đi làm việc. Đây anh em có thể nhìn chất vải rất mới, cực kỳ co giãn và siêu thấm mồ hôi. Có túi ở trước ngực, họa tiết chú gấu vàng Golden Bear ở trước ngực đây. Và bo bắp tay là dạng bo suông như này. Chúng ta sẽ có thêm một vài những cái cúc cũng có dòng chữ Golden Bear trên từng chiếc cúc này. Và phía bên trong sẽ là những cái đường sọc rất là đẹp. Và tem Golden Bear size MO ở trên cổ áo còn rất là mới luôn. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này. Chúng ta sẽ có thêm một cái tag nhỏ nhỏ ở phía bên eo đây. Và một cái bề mặt ở phía bên trong này, cực kỳ co giãn, siêu trơn, siêu thân thiện với cơ thể. Tiếp theo chiếc áo có mã là C5, kích thước vai eo dài là 52, 57, 64, vừa với người cao từ khoảng 1m6 đến 1m65. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Banana Republic. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ Mỹ. Và đây là một cái dáng mà nó sẽ hơi trễ ngang, hơi rộng ngang một chút. Thì anh em nào thích mặc kiểu rộng ngang thì đây là một cái form dáng rất là phù hợp. Và phối màu trắng kết hợp với lại sọc đen, phối màu trắng đen sọc ngựa vằn, rất là đơn giản cơ bản nhưng mà cực kỳ đẹp. Phía mặt sau cũng là những cái đường sọc y hệt như vậy. Và chất liệu vải dạng cotton, đây là một cái dạng sợi cotton làm đan vào nhau, khá là mềm mại và độ mới cao, rất là mềm luôn nha anh em. Bo bắp tay là dạng bo suông như này. Và thêm một cái cúc ở trước ngực có logo của tên thương hiệu này và tem Banana Republic size S ở trên cổ áo đây. Mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này. Chúng ta sẽ có thêm một cái bề mặt ở phía bên trong rất là mềm mịn và cúc để thay đây. Đây, chất vải này rất là thấm mồ hôi luôn, siêu co giãn luôn nha anh em. Tiếp theo chiếc áo có mã là C6, kích thước vai eo dài là 42, 45, 69, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản. Và phối màu xám, toàn bộ chiếc áo đây là màu xám luôn. Màu nhìn rất là đẹp, kiểu mặc vào anh em sẽ phối được rất là nhiều đồ. Chất liệu vải dạng polyester thể thao. Và dạng vải này nó rất là mỏng nhưng mà cực kỳ bền bỉ, co giãn và siêu thấm mồ hôi, mặc rất mát luôn. Đây em có thể nhìn thấy họa tiết giống trên vân đá. Và bo bắp tay là dạng bo suông như này. Trước ngực chúng ta sẽ có một vài những cái cúc màu xám đây. Có cả thêm cúc để thay được đóng ở bên ngoài như này. Đây còn rất là mới luôn. Và tem Uniqlo ở trên cổ áo đây nữa. Mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này. Chúng ta sẽ có thêm những cái tag ở bên eo được in thẳng bên áo như này luôn. Đây anh em có thể nhìn thấy in. Và bề mặt phía bên trong này dạng lưới rất là thoáng luôn, cực kỳ thoáng luôn nha anh em, siêu thấm mồ hôi. Tiếp theo chiếc áo có mã là C7, kích thước vai eo dài là 41, 45, 71, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Smith. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ Mỹ. Và thiết kế của chiếc áo này làm cũng khá là đặc biệt, với cái phối màu xanh chìm than. Và họa tiết trước ngực này được làm cố tình, kiểu làm kiểu vintage. Đấy, nên làm nhìn nó sẽ nứt nứt ra kiểu nhà. Nhưng mà thực ra đây không phải là cũ mà là do họ thiết kế như vậy. Và phía mặt sau cũng là phối màu xanh chìm than hết luôn. Và chất liệu vải dạng cotton mịn, khá là mềm mại và co giãn. Đây, ở trước ngực đây anh em có thể nhìn thấy họa tiết được làm nhìn khá là đặc biệt luôn. Cái chất ở bên trên này được in bằng một cái chất liệu mà nó khá là giống nhung, nó mềm mềm, sờ rất là mịn luôn. Đấy, hình in khá chất. Bo bắp tay là dạng bo suông như này. Và phía bên trong được làm layer với những cái đường sọc. Và trên cổ áo đây cũng như vậy. Chúng ta sẽ có cúc có dòng chữ Smith màu vàng, làm rất là chất. Bề mặt phía bên trong này cũng được làm cách điệu đi. Và phần cổ áo được làm layer, có hai cổ áo tem Smith ở trên cổ áo đây, size M. Size M này là size MO. Và mình sẽ xem ở phía bên dưới đây. Chúng ta cũng sẽ có một cái tag của Smith. Và bề mặt phía bên trong có thêm cúc để thay. Và tag cũng còn tương đối mới. Bề mặt phía bên trong này cũng rất là có giãn và cực kỳ thấm mồ hôi. Tiếp theo chiếc áo có mã là C8, kích thước vai eo dài là 50, 50, 72,
vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7 là một chiếc áo đến từ thương hiệu Marelli. Đây là một thương hiệu chuyên về sản xuất các cái dòng ô tô, phụ tùng ô tô, và sản xuất ra cái dòng xe Ferrari rất là nổi tiếng. Và họ cũng có tài trợ cho những chiếc áo được sản xuất ra cho giải và đua công thức F1. Đây, F1 Racing Team, đây là một chiếc áo mặc để đua xe luôn, và phối màu đỏ cũng rất là nổi bật. Phía mặt sau là màu đỏ hết, và chất liệu vải dạng cô tông lưới cực kỳ thoáng mát luôn, độ mới cao. Và mặc một chiếc áo màu đỏ này rất là chất luôn nha anh em. Đây, ở trước ngực chúng ta sẽ có logo của Ferrari, hình chú ngựa rất là nổi tiếng, và tên của thương hiệu này, và một vài những cái thông điệp được thêu nổi trước ngực rất là nét. Bo bắp tay là dạng hơi bo đây, và sẽ có thêm một vài những cái cúc màu trắng trước ngực, và tem của Marelli. Đây, tên khá là châu Âu luôn. Đấy, và độ mới chiếc áo này cũng rất là cao. Mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một vài những cái tag nho nhỏ bên eo, và bề mặt phía bên trong này cực kỳ trơn, siêu co giãn, siêu thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc áo có mã là C9, kích thước vai eo dài là 51-72, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Ceruti 1881. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ Ý, chuyên về các dòng quần áo thời trang hàng hiệu và tuổi đời rất là lâu, lên đến bây giờ là thế kỷ thứ 3 của cái thương hiệu này đã từng tồn tại rồi. Và thương hiệu này cũng rất là nổi tiếng với rất là nhiều dòng quần áo hay là đồng hồ nước hoa khác nhau. Và phối màu của chiếc áo này là màu xanh rêu đậm, cũng rất là đẹp luôn, cực kỳ hiệu. Và phía mặt sau cũng là phối màu xanh rêu đậm luôn, phối màu rất là nhã nhặn và cực kỳ đứng đắn. Chất vải dạng cốt tông mịn cũng cực kỳ là mềm mại, sờ rất là mát luôn. Anh em mặc chiếc áo này đảm bảo là vận động sẽ rất là thoải mái. Ở bên trên phần vai đây được làm một cái chất liệu nó mềm mịn hơn, co giãn hơn. Đấy, một chiếc áo được thiết kế rất là tỉ mỉ với nhiều các cái sợi đan khác nhau. Bo bắp tay là dạng bo suông như này. Đây, phần bo bắp tay cũng rất là co giãn luôn. Trước ngực chúng ta sẽ có logo của Ceruti 1881 được thêu nổi ở trước ngực đây, khá là ẩn, cùng màu luôn. Và có thêm cúc ở trước ngực, cũng có tên của thương hiệu này trên từng chiếc cúc luôn. Cúc làm rất nét và độ mới cực kỳ cao. Tem Ceruti trên cổ áo 1881. Đây, anh em có thể nhìn thấy Italia. Đây là một thương hiệu đến từ Ý và cũng rất là nổi tiếng luôn. Phía bên eo của chiếc áo này chúng ta sẽ có thêm cúc để thay, và tag nhỏ nhỏ. Bề mặt ở phía bên trong này cũng rất là trơn, cực kỳ thấm mồ hôi và siêu mát mẻ. Tiếp theo, chiếc áo có mã là C10, kích thước vai eo dài là 49-54-73, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Nike. Và đây cũng là dòng Nike Golf, dòng để chơi golf, và phối màu xanh biển. Toàn bộ đều là màu xanh rất là giống đại dương, cực kỳ mát mẻ, đẹp. Phía mặt sau cũng là phối màu xanh biển hết, kết hợp với lại một vài những họa tiết trên cổ áo như màu ghi đây, và chất liệu vải dạng cốt tông lưới, vừa thể thao vừa thời trang. Đây, anh em có thể nhìn thấy chất liệu vải đây, siêu co giãn luôn. Logo Scoot của Nike ở trước ngực. Bo bắp tay là dạng bo suông như này, và thêm một vài những cái cúc cũng là màu xanh nước biển, và có thêm dòng chữ Nike Golf trên từng chiếc cúc này. Tem Nike Golf ở trên cổ áo đây. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm tag ở phía bên eo, và tag này rất mới luôn. Bề mặt phía bên trong này cũng rất là mềm mịn và cực kỳ thoáng mát, siêu co giãn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là C11, kích thước vai eo dài là 45-49-68, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Calvin Klein, và một thương hiệu thời trang đến từ Mỹ. Và ở Việt Nam cũng đã có rất là nhiều những cái cửa hàng được nhượng quyền của CK, đặc biệt là trong các trung tâm thương mại thì rất là nhiều luôn. Phối màu đỏ nhạt kết hợp với lại những cái chấm trắng, chấm đỏ, chấm trắng, nhìn từ xa nó sẽ giống màu phớt hồng. Ở trên cổ áo sẽ là màu đỏ hết. Phía mặt sau đây cũng là phối màu y hệt mặt trước, và form dáng chiếc áo này là làm kiểu cổ lỡ, nhìn nó sẽ khá là chất, khá là sexy. Đây, anh em có thể nhìn thấy chất liệu vải cốt tông lưới này, khá là co giãn, độ mới cao, và mặc lên rất là tôn dáng luôn. Đảm bảo anh em nào mà có body chuẩn chuẩn một chút, mặc chiếc áo này sẽ rất là chất. Bo bắp tay là dạng bo suông như này đây, và phần cổ lỡ làm trước ngực, và tem Calvin Klein ở trên cổ áo đây, size L này là size L Á.
và mình sẽ xem ở phía bên trong của treo này. Chúng ta sẽ có thêm tag ở phía bên hông đây. Độ mới rất là cao và bề mặt ở phía bên trong này cũng rất là trơn, thân thiện với cơ thể. Tiếp theo, chiếc áo có mã là C12, kích thước vai eo dài là 49, 54, 76, vừa với người cao từ khoảng 1m7, 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Adidas. Một thương hiệu rất là nổi tiếng và được cực kỳ là nhiều anh em thích sử dụng. Và phối màu vàng, toàn bộ chiếc áo này đều màu vàng nhạt luôn. Một cái phối màu rất là dễ mặc và chất liệu vải dạng cốt tông pha polyester. Đây là một cái công nghệ Climalate của Adidas. Họ tạo ra một cái chất vải mà nó rất là thời trang, nhưng mà anh em mặc để chơi thể thao cũng là thoải mái luôn. Chất vải là cực kỳ mới luôn, siêu co giãn, siêu thấm mồ hôi. Có logo Adidas được thêu nổi ở trước ngực đây. Và bo bắp tay là dạng bo suông. Trước ngực chúng ta sẽ có một vài những cái cúc màu trắng, cũng có logo của Adidas đây trên từng chiếc cúc. Và tem Adidas Climalate ở trên cổ áo đây nữa. Tem mới tinh luôn nhá. Đây là một chiếc áo rất là mới luôn. Và bên cạnh eo chúng ta sẽ có một cái tag nho nhỏ bên cạnh đây. Và bề mặt ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm tag ở phía bên hông. Và một cái bề mặt phía bên trong này cũng rất là mềm mịn, co giãn và siêu thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc áo có mã là C13, kích thước vai eo dài là 48, 50, 74, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Ralph Lauren, thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng của Mỹ. Và phối màu xanh biển đây là một phối màu rất là mát mẻ và cực kỳ nhã nhặn. Phía mặt sau cũng là màu xanh biển hết và chất liệu vải dạng cốt tông lưới, cực kỳ co giãn và lên form cũng rất là đàn ông luôn. Đây em có thể nhìn thấy chất vải cực kỳ mới luôn. Logo người chơi mã cầu được thêu nổi ở trước ngực. Bo bắp tay là dạng bo suông như này. Và trước ngực sẽ có một vài những cái cúc màu trắng và tem Polo Ralph Lauren ở trên cổ áo đây. Rất là nét luôn. Và đây là size M, nhưng mà size M Mỹ, cho nên là nó vừa với anh em 1m7, 1m75. Và mình sẽ xem ở phía bên eo đây. Chúng ta sẽ có một vài những cái tag nho nhỏ và một cái bề mặt phía bên trong này cực kỳ mềm mịn, siêu thấm mồ hôi, siêu co giãn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là C14, kích thước vai eo dài là 50, 55, 73, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Golden Bear, thương hiệu thời trang đến từ Mỹ, và phối màu trắng ngà và có họa tiết ở trên cổ áo đây. Đây, một cái thiết kế đơn giản nhưng mà anh em mặc lên nhìn sẽ rất là đàn ông và cực kỳ chất. Phía mặt sau cũng là phối màu trắng ngà hết và chất liệu vải dạng cốt tông lưới đây. Và Golden Bear họ sản xuất ra những cái dòng vải mà gọi là chuyên đi môi trường tự nhiên luôn, chống chọi với môi trường tự nhiên, leo núi hay là camping, trekking các thứ, vận động thể thao cũng rất là hợp. Và chất vải này thì anh em mặc vào sẽ cực kỳ thấm mồ hôi luôn. Bo bắp tay là dạng bo suông như này, có túi ở trước ngực kèm với lại một cái tag của Golden Bear ngay bên cạnh đây. Đây, họa tiết được làm nhìn khá là hay. Và trước ngực chúng ta sẽ có những cái logo của Golden Bear được in trên từng chiếc cúc này luôn. Đấy, và độ mới chiếc áo này cũng còn rất là cao. Tem Golden Bear đây, size L. Và đây anh em có thể nhìn thấy phần cổ áo này chưa từng được sử dụng luôn. Nếu mà đã mặc rồi thì nó sẽ có cái viền nâu nâu ở đây, hơi ố vàng một chút thì sẽ có, nhưng mà chiếc áo này mới tinh luôn. Và mình sẽ xem ở phía bên eo đây, chúng ta sẽ có tag ở phía bên hông và một cái bề mặt ở phía bên trong rất là mềm mịn, cực kỳ thoáng khí. Tiếp theo, chiếc áo có mã là C15, kích thước vai eo dài là 45, 52, 72, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Paris. Đây cũng là một thương hiệu đến từ thành phố Paris luôn của Pháp. Và phối màu xám kết hợp với lại những sọc màu tím này rồi xám đậm tạo ra một cái phối màu nhìn khá là đặc biệt, nhìn rất hiếm khi gặp những cái phối màu kiểu như này. Và phía mặt sau cũng là những cái đường sọc y hệt như vậy và chất liệu vải dạng là cốt tông lưới, cực kỳ thoáng mát bởi những cái sợi đan vào nhau, có những cái lỗ thông khí rất là lớn luôn. Em có thể nhìn thấy chất vải này được thêu rất là nhiều các loại sợi và đan vào nhau với những cái công nghệ rất là tiên tiến, tạo ra một cái chất vải cực kỳ thấm mồ hôi, thoáng mát. Bo bắp tay là dạng là bo suông như này, có thêm một cái túi nhỏ nhỏ trước ngực đây và logo của Paris được thêu nổi ở trước ngực đây nữa. Chúng ta cũng sẽ có thêm những cái cúc và có logo của thương hiệu này trên từng chiếc cúc luôn. Độ mới chiếc áo này cũng còn gần như là mới luôn. Và tem Paris trên cổ áo đây, size L, và đây là size L Á. Mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm cúc để thay và tag bên trong đây.
bề mặt cũng rất là mềm mịn và rất thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc áo có mã là C16, kích thước vai eo dài là 50, 51, 75, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Nike và phối màu xanh tím than kết hợp với lại sọc xanh tím than, sọc đỏ, sọc trắng, tạo ra một cái phối màu nhìn khá là thể thao và cũng rất là đàn ông. Phía mặt sau cũng là cái phối màu y hệt như vậy, và chất liệu vải dạng cốt tông lưới đây, một cái chất liệu vải mà nó vừa thời trang vừa thể thao. Đây anh em thì nhìn thấy cái chất vải này siêu co giãn luôn, sờ rất là mềm và có bo bắp tay là dạng hơi bo như này. Logo dấu Swoosh Nike được thêu nổi trên ngực đây là màu đỏ nhạt một chút, và trước ngực chúng ta sẽ có thêm cúc màu xanh tím than, cũng có logo dấu Swoosh trên từng chiếc cúc này luôn. Tem Nike đây, tem Nike, và có ghi ở đây là size L, mà đây là size L Âu nên là nó sẽ vừa anh em khoảng 1m7, 1m75. Đây mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm cúc để thay, một cái cúc nhỏ nhỏ và tag bên cạnh đây. Bề mặt bên trong này cũng rất là thân thiện với cơ thể, siêu thấm mồ hôi luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là C17, kích thước vai eo dài là 46, 52, 68, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản và phối màu cam. Toàn bộ chiếc áo này đều là màu cơ bản cam hết luôn, một phối màu rất là dễ mặc, basic và có thể mặc trong nhiều trường hợp khác nhau. Chất liệu vải dạng cốt tông lưới, form dáng rất là phù hợp với người Việt Nam và lên form cũng rất là đẹp, độ mới cao, chất vải này siêu co giãn luôn. Bo bắp tay là dạng hơi bo như này, và cúc màu trắng ở trước ngực cũng có dòng chữ Uniqlo trên từng chiếc cúc. Tem Uniqlo có ghi là size M đây, trên cổ áo đây, tem mới tinh. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm tag ở phía bên hông, cúc để thay và một cái bề mặt phía bên trong này rất là trơn, cực kỳ thân thiện với cơ thể. Tiếp theo, chiếc áo có mã là C18, kích thước vai eo dài là 44, 49, 66, vừa với người cao từ khoảng 1m6 đến 1m65, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Master. Đây cũng là một thương hiệu cùng tên với lại giải Master ở bên Mỹ, chuyên về những cái giải chơi golf, đánh golf chuyên nghiệp, và phối màu xám kết hợp với lại những cái họa tiết màu đen, tạo ra cho chiếc áo này một cái hình ảnh nhìn nó rất là đại gia. Và phía mặt sau cũng là phối màu y hệt như vậy, và chất liệu vải đây là dạng cốt tông pha polyester. Đây, một cái chất liệu vải mà rất là mềm và cực kỳ trơn luôn, siêu co giãn luôn anh em mặc. Cái chất liệu này sẽ rất là thích. Và bo bắp tay là dạng bo suông, và đây cũng là một chiếc áo anh em mặc để đi chơi thể thao, đi đánh golf được luôn. Có túi ở trước ngực đây, và logo của giải Master ở trước ngực đây, lỗ, một cái lỗ đánh golf. Đấy, có cờ nữa. Và cúc ở trước ngực đây, cúc được in tên của cái thương hiệu này trên từng chiếc cúc luôn, làm rất là chi tiết và độ mới cực kỳ cao. Tem Master ở trên cổ áo đây, đây một cái giải gold. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm tag ở phía bên hông, cúc để thay và một cái bề mặt phía bên trong này rất là mềm mịn và cực kỳ thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc áo có mã là C19, kích thước vai eo dài là 46, 50, 71, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản và phối màu xám kết hợp với lại sọc dọc màu đen, tạo ra chiếc áo một cái phối màu nhìn nó rất là đứng đắn và chững chạc. Phía mặt sau cũng là phối màu y hệt như vậy, và chất liệu vải dạng cốt tông mịn, rất là co giãn luôn. Đây, anh em có thể nhìn thấy cái chất liệu vải rất là mềm mịn và độ mới cao, co giãn, mặc sẽ rất là thoáng mát luôn. Bo bắp tay là dạng bo suông như này, và trước ngực chúng ta sẽ có một cái túi đây, thêm một vài những cái cúc trước ngực đây nữa, và tem Uniqlo trên cổ áo có ghi là size L, và đây là size L Á. Mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm tag đây và cúc để thay. Bề mặt phía bên trong này cũng rất là mềm mịn, cực kỳ co giãn, bền bỉ, thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc áo có mã là C20, kích thước vai eo dài là 50, 51, 66, vừa với người cao từ khoảng 1m6 đến 1m65, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Golden Bear, thương hiệu thời trang đến từ Mỹ. Và đây là một chiếc áo có cái form dáng mà nó sẽ rộng ngang, anh em nào mà bụng to, vai to, mặc chiếc áo này sẽ rất là hợp luôn, cực kỳ thoải mái. Phối màu vàng rất là nhã nhặn, và thêm một vài những họa tiết màu xanh, đây là màu xanh ngọc nhạt,
và phía mặt sau chúng ta cũng là phối màu vàng y hệt như vậy. Và chất liệu vải dạng cốt tông mịn, rất là mềm mịn, thân thiện với cơ thể, và mặc sẽ rất là thích luôn, cực kỳ thấm mồ hôi, độ mới cao. Thì em thầy nhìn thấy có túi ở trước ngực đây, và bo bắp tay là dạng hơi bo như này, có đường sọc tô điệp và cúc ở trước ngực được làm ẩn vào phía bên trong đây. Trên từng chiếc cúc này cũng có logo của Golden Beer luôn, mà ngay cả bên ngoài này cũng như vậy, dòng chữ Golden Beer chạy dọc trên cổ áo này, che phớt khuất phần cúc đi, rất là chất. Và tem Golden Beer trên cổ áo đây, size M. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm tag ở phía bên hông đây, và một cái bề mặt ở phía bên trong này rất là mềm mịn, siêu co giãn luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là C21, kích thước vai eo dài là 45, 52, 70, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Polo British Country Spirit. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản và chuyên về các cái dòng quần áo chơi mã cầu và thời trang, và phối màu xanh tím than này. Toàn bộ chiếc áo này đều là màu xanh tím than, kết hợp với lại phần cổ áo màu ghi, cộng với lại một vài những cái họa tiết được in trên chiếc áo này. Và phía mặt sau cũng là phối màu xanh tím than hết, và chất liệu vải dạng cốt tông lưới pha polyester, rất là co giãn và cực kỳ thoáng mát luôn. Đây anh em thầy nhìn thấy là chất vải rất co giãn, có thêm một vài những cái họa tiết và logo ở trên chiếc áo này được in chìm này, có thêm một cái túi nhỏ nhỏ trước ngực có khóa đóng, và trên từng chiếc cúc này cũng có logo của tên thương hiệu này. Bo bắp tay là dạng bo suông đây, và tem Polo British Country Spirit ở trên cổ áo đây. Đây là một thương hiệu mà có thể nói là đã được mệnh danh là cạnh tranh với lại thương hiệu Ralph Lauren, bởi vì là họ cùng sản xuất những cái dòng áo polo mà chơi mã cầu. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm tag nhỏ nhỏ ở phía bên hông đây, và một cái bề mặt phía bên trong siêu co giãn luôn, và rất là thoáng, anh em có thể nhìn thấy nhìn xuyên được luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là C22, kích thước vai eo dài là 45, 51, 69, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Abachot. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ Anh Quốc và chuyên về các cái dòng quần áo để chơi golf, và phối màu sọc trắng kết hợp với lại sọc cam và sọc cam đậm, cam pha xanh rêu ở trên chiếc áo này, tạo ra một cái phối màu nhìn khá là tươi sáng và cũng rất là đặc biệt. Phía mặt sau cũng là những cái đường sọc y hệt như vậy, và chất liệu vải dạng cốt tông lưới, và đặc biệt là dạng sợi của chiếc áo này được làm rất là thoáng. Đây anh em có thể nhìn thấy chất vải siêu mềm, siêu co giãn luôn, mặc sẽ cực kỳ thấm mồ hôi, đặc biệt là lúc vận động. Bo bắp tay là dạng bo suông đây, và có túi ở trước ngực kèm với lại logo chú chim hải âu cùng tên Abachot của tên thương hiệu này. Và trước ngực chúng ta sẽ có những cái cúc có dập logo của thương hiệu này trên từng chiếc cúc luôn. Tem Abachot trên cổ áo có ghi là size M, và đây là size M âu, vừa với anh em 1m65 1m7 là đẹp. Và mình sẽ xem ở phía bên eo đây, chúng ta sẽ có thêm cúc để thay, tác nhỏ nhỏ, và một cái bề mặt phía bên trong này rất là mềm mịn, co giãn và siêu thoáng mát. Tiếp theo, chiếc áo có mã là C23, kích thước vai eo dài là 48, 52, 73, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản, và phối màu xanh lá cây, một phối màu cực kỳ là thiên nhiên luôn. Toàn bộ chiếc áo này đều là màu xanh lá cây hết, và chất liệu vải dạng cốt tông lưới khá là dày dặn, và lên form cũng rất là đẹp luôn, độ mới cao. Đây anh em có thể nhìn thấy chất vải này dạng lưới rất thoáng luôn. Bo bắp tay là dạng hơi bo như này, và thêm một vài những cái cúc màu trắng ở trước ngực, và tem ở trên cổ áo đây có ghi là size L, và đây cũng là công nghệ dry polo của Uniqlo. Họ sản xuất ra những cái sợi vải mà nó rất là thân thiện và với cơ thể, và nó cực kỳ tốt cho sức khỏe, lên form dáng cũng rất đẹp luôn. Ở bên cạnh đây chúng ta sẽ có một cái tag nho nhỏ của Uniqlo và cúc để thay. Bề mặt phía bên trong này và dạng lưới cũng rất là thoáng và siêu co giãn luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là C24, kích thước vai eo dài là 46, 51, 69, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Hilton. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản, và phối màu nền trắng kết hợp với lại họa tiết vàng được làm rất là ngẫu hứng, và in lên nhìn nó từ xa màu rất là lạ luôn. Phía mắt sau cũng là những cái họa tiết đốm vàng, và chất liệu vải dạng cốt tông lưới đây, độ mới cực kỳ cao.
Đây anh em có thể nhìn thấy họa tiết và chất vải rất là mềm mịn, thoáng khí và rất đẹp luôn. Bo mắt tay là dạng bo suông như này và có túi ở trước ngực. Chúng ta sẽ có thêm một vài những cái cúc màu trắng đây và tem Hilton ở trên cổ áo, made in Japan. Đây anh em có thể nhìn thấy được. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm cúc để thay những cái tag nhỏ nhỏ, còn mới tinh luôn. Và bề mặt phía bên trong này cực kỳ thoáng mát và siêu thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc mũ lưỡi chai có mã là C25, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu New Era. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ Mỹ và chuyên về các dòng quần áo thể thao cho các bộ môn như là bóng rổ, bóng chày, bóng bầu dục, rất là nhiều luôn. Và đây cũng là một chiếc mũ có cái dáng khá là hay. Đây mình sẽ cho anh em xem gần hơn cái phối màu cũng như là cái dáng của chiếc mũ này. Thì nó có màu trắng kết hợp với lại sọc xanh tím than, đa số là màu xanh tím than hết. Và bên cạnh đây chúng ta sẽ có một cái logo của New Era được thêu nổi mới tinh. Và bên trên đỉnh mũ thì nó được thiết kế dáng không có cái chóp. Đây là một chiếc mũ mà anh em đội sẽ cũng rất là tiện và form dáng của nó nhìn cũng rất là hay. Phía mặt sau đây đội lên anh em sẽ có một cái thể tích mũ nó khá là rộng để có thể đội lên trên đầu. Và kích thước của chiếc mũ này là 56,8cm, là cái chiều chu vi vòng đầu. Và chu vi này thì nó cũng là chu vi trung bình so với lại người Việt Nam. Và thêm tag của New Era ở bên trong đây, mới tinh luôn. Và rất nhiều những cái logo và New Era chi chít chạy ở trong này. Và mình cũng sẽ đội lên cho anh em xem form dáng của một chiếc mũ này thì nó sẽ trông như thế nào. Đây anh em có thể nhìn thấy đội vào đảm bảo là che nắng che mưa thì rất là ok. Và nó cũng form dáng rất là đẹp thể thao nữa. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là C26, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Elle Homer Paris. Đây cũng là một thương hiệu thời trang đến từ Pháp và cũng rất là nổi tiếng luôn. Và gần đây thì mình có xem thấy có một cái bộ sưu tập của hãng Elle này và hãng Gap đến từ Mỹ cũng đã collab với nhau và bán hàng ở Việt Nam trong các trung tâm thương mại rất là nhiều. Và phối màu trắng, đây là một phối màu trắng ngà, không phải là trắng tinh, nên anh em đội cũng sẽ không sợ bẩn lắm. Và form dáng của chiếc mũ này cũng khá là hay. Đây mình sẽ cho anh em xem gần hơn. Chiếc mũ đây thì chúng ta sẽ có dòng chữ Elle Homer Paris được thêu nổi rất là đẹp. Và bên trên đỉnh mũ thì chúng ta sẽ không có chóp và nó sẽ là một dáng kiểu thuôn luôn như này. Và bên cạnh sẽ có tương đối là nhiều những cái lỗ thông khí. Phía mặt sau thì cũng sẽ có cái phần khóa kim loại của Elle Homer làm rất là đẹp ở phía đằng sau đây. Và phía bên trong của chiếc mũ này chúng ta cũng sẽ có dòng chữ của Elle Homer tag cũng mới tinh luôn. Và vòng đầu của chiếc mũ này nó cũng khoảng độ 55, 56, 57cm, tùy anh em có thể tăng giảm được bằng cái phần khóa đằng sau này. Và mình cũng sẽ đội lên cho anh em xem cái form dáng của chiếc mũ này. Thì cái thể tích của mũ này nó cũng không quá là sâu, nên là anh em đội nó sẽ hơi nông nông một chút như này. Đây anh em có thể nhìn thấy khi mà mình đội lên thì dáng nó sẽ trông như thế này. Đấy, cũng rất là ok. Và mũ này anh em có thể đội đi rất là nhiều cái chương trình khác nhau được, đi làm và đi chơi hay du lịch đều ok. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là C27, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Fila, thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng đến từ Italia. Và toàn bộ chiếc mũ này là phối màu nâu nhạt hay còn gọi là trắng ngà cũng được. Đây, một cái thiết kế mà mình thấy rất là thích luôn. Ví dụ như là ở chiếc mũ đây chúng ta sẽ có dòng chữ của Fila Italia rất chất 1923, logo cũng rất là đẹp luôn. Và phối màu nâu này anh em cũng rất là dễ phối đồ. Ở phía bên trên chóp mũ này thì chúng ta sẽ có một cái chóp như này, cộng với lại những cái lỗ thông khí nhỏ nhỏ chạy xung quanh chiếc mũ, chất vải dạng kiểu kaki. Đấy, rất là mềm mịn và chắc chắn. Phía mặt sau chúng ta sẽ là phần dán của Fila, logo cũng mới tinh luôn. Và phía bên trong đây thì chúng ta sẽ có thêm tag của Fila, một vài những cái tag nhỏ nhỏ. Và bề mặt phía bên trong đây cũng rất là mềm mịn và giữ form. Mình sẽ đội thử lên cho anh em xem trong chiếc mũ này khi mà đội lên thì nó sẽ trông như thế nào. Đây, mình đội lên mình cảm giác được là cái form này cũng là cái form mà rất là dễ đội, và đa số người Việt Nam mình mọi lứa tuổi đều có thể đội được cái dáng mũ lưỡi chai như này. Ngày bé mình cũng đội và lớn cũng có thể đội được.
Tiếp theo, chiếc mũ có mã là C28, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Lepsim, một thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản. Và phối màu của chiếc mũ này là màu nâu hết, màu nâu nhạt xung quanh đây. Và đặc biệt là cái dáng mũ của chiếc mũ này nó sẽ vừa giống mũ beret mà vừa giống mũ lưỡi chai. Đây, ví dụ như phần lưỡi này, chúng ta sẽ có một cái phần lưỡi chai ngăn ngắn, và phần chóp bên trên này được làm khá là sâu, kiểu giống mũ beret. Và toàn bộ chiếc mũ này đều là một cái chất liệu mà nó rất là mềm mịn như kiểu nhung. Đây, em có thể nhìn thấy cái chất liệu này rất là mềm luôn, đội vào đầu sẽ rất là thoải mái. Và xung quanh đây thì chúng ta sẽ có một vài những cái lỗ thông khí nho nhỏ, và khóa ở phía đằng sau là dây da luôn, rất xịn, dây da và khóa kim loại. Đây, em có thể nhìn thấy dây da rất là chắc chắn luôn. Và phía bên trong chúng ta sẽ có logo của Lepsim, một thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản. Và toàn bộ phía bên trong đây, em có thể nhìn thấy chất vải cũng rất là mới và đội nó sẽ rất là lạ luôn. Cái form dáng này thì đây mình sẽ đội lên cho anh em xem thử cái dáng mũ như này. Đấy, thì cái mũ này mình thấy là giống ca sĩ Trương Thế Vinh hát trong bài Đồi Hoa Gió thì này. Đấy là đội một cái mũ, cái dáng nó sẽ tương tự như này. Ở phía bên trên là khá là rộng và sâu, và phần lưỡi này sẽ hơi ngắn một chút. Đấy, kiểu giống phim Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông ngày xưa là hay đội những cái dòng mũ như này. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là C29, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Dickey, thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng đến từ Mỹ, chuyên về các dòng quần áo thể thao và dòng workwear để làm việc, lao động. Đấy, và phối màu nâu đây cũng là một cái phối màu rất là dễ phối luôn, một cái phối màu cực kỳ là chạy của Dickey. Và đây mình sẽ cho anh em xem gần hơn những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như dòng chữ Dickey ở chiếc mũ đây, và phần lưỡi này được làm với độ dài vừa phải, nó sẽ không dài như cái dòng mũ lưỡi chai. Và trên chóp đây thì chúng ta sẽ không có chóp, chạy xung quanh mũ là những cái lỗ thông khí nhỏ nhỏ. Và phía mặt sau chúng ta sẽ có một cái khóa kiểu như này, khóa được cài vào bằng kim loại, và một cái logo Dickey nhỏ nhỏ ở bên cạnh. Và phía bên trong của chiếc mũ này thì chúng ta sẽ có thêm một vài những cái tag nhỏ nhỏ đây. Và bề mặt phía bên trong cũng là màu nâu hết. Và phần mũ này thì nó khá là nông, và đội nó sẽ vừa đầu thôi, vừa đủ để che nên nó không sâu hẳn vào. Thì mình sẽ lên đội lên cho anh em xem dáng của chiếc mũ này thì nó trông như thế nào. Đây, nó sẽ dáng kiểu gọn gọn kiểu như này. Đấy. Và đội như này thì nó cũng khá là vừa vặn thôi. Nên dáng, form dáng quần phối với quần áo thì cũng có rất là đẹp nếu mà anh em biết phối. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là C30, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Vans. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ Mỹ và rất là nổi tiếng về các dòng quần áo streetwear hay là dòng workwear. Và phối màu phớt hồng, xung quanh toàn bộ chiếc mũ này đều là màu phớt hồng hết. Và một cái phối màu mà nói chung là phải anh em nào mà thích chất thì mới đội được cái dòng mũ màu này. Và đây mình sẽ cho anh em xem gần hơn chi tiết của chiếc mũ này. Thì ở chiếc mũ đây thì chúng ta sẽ có một cái dòng chữ Van đây. Đây là Van of the World. Đây một cái thiết kế mà rất là nổi bật của Van, mà anh em nào thích hãng Van này cũng sẽ đều được nghe qua. Phần lưỡi này được làm độ dài trung bình và có thêm những cái lỗ thông khí ở xung quanh mũ, có chóp ở phía bên trên. Và phía mặt sau đây chúng ta cũng có một cái logo của Van nhỏ nhỏ và thêm khóa bằng kim loại để anh em có thể tăng giảm kích thước của cái mũ này cho nó vừa với đầu của mình. Và bên cạnh đây thì chúng ta sẽ có thêm một số những cái tag nhỏ nhỏ của Van ở bên cạnh. Và bên trong chúng ta cũng sẽ là chất liệu vải kiểu dạng kaki và thêm những cái đường vải đen này để giữ form cho chiếc mũ. Và mình sẽ đội lên để cho anh em xem cái form dáng của nó sẽ trông như nào. Anh có thể bẻ cái lưỡi này vào gập vào một chút, hoặc là có thể bẻ ngang nó ra, tùy form dáng mà anh em thích sử dụng theo cái nhu cầu của mình. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là C31, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Majestic. Đây là một công ty dệt may đến từ Mỹ và chuyên sản xuất các dòng quần áo cho các bộ môn thể thao và những cái giải lớn như là NBA hay là giải bóng rổ, bóng bầu dục ở Mỹ. Và những cái sản phẩm của họ cũng rất là được ưa chuộng bởi cái phối màu rất là đẹp và chất liệu vải cũng rất là thể thao, form dáng cực kỳ hợp thời. Và đây mình có một chiếc mũ của Majestic, thì
Đây là một chiếc mũ có cái phần lưỡi chai, có những cái họa tiết của mùa hè. Đây mình sẽ bóc cái mã này ra thì anh em có thể nhìn được hết những cái họa tiết ở chiếc lưỡi chai của cái mũ này. Đấy, một cái phối màu nhìn rất là du lịch luôn. Và có thêm hai cái chữ ở chiếc mũ đây, khá ấn tượng. Và logo của Majestic ở bên cạnh được thêu nổi. Xung quanh mũ là những cái lỗ thông khí. Ở bên trên chúng ta sẽ có một cái chóp nho nhỏ. Và phía mặt sau sẽ là phần nhựa bấm để anh em có thể tăng giảm cái kích thước của cái mũ này. Và chất liệu vải dạng vải polyester pha cốt tông. Đây, dạng lưới này rất là thoáng luôn. Và phía bên trong chúng ta cũng sẽ có một cái tag của Majestic nhỏ nhỏ. Và thêm nhiều những cái logo chạy bên trong đây nữa. Và phối màu trắng cũng rất là bành. Mình sẽ đội thử chiếc mũ này lên cho anh em xem form dáng của nó. Đây, anh em có thể nhìn thấy được cái dáng này, nó cũng giống như là mũ lưỡi chai thông thường. Chẳng qua là nó là đến từ hiệu Mỹ xịn, cho nên là đội nó sẽ đẹp và nó sẽ bền bỉ hơn. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là C32, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Playboy, thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng và cùng tên với tạp chí của Mỹ. Tạp chí Playboy cũng rất là nổi tiếng thế giới. Và phối màu đỏ đây, một phối màu cực kỳ là dân chơi. Và chất liệu vải dạng kiểu kaki. Đây anh em có thể nhìn thấy chất liệu vải và phối màu đỏ này rất là sáng luôn, nhìn khá chất. Và dòng chữ Playboy được thêu nổi ở chiếc mũ đây. Và đây cũng là một chiếc mũ chính hãng của Playboy. Xung quanh chiếc mũ này chúng ta sẽ có thêm một vài những cái lỗ thông khí và chóp ở phía bên trên. Và phía mặt sau sẽ có logo signature của Playboy, đó là hình một chú thỏ treo nổi đây. Và khóa bằng nhựa đỏ để anh em có thể tăng giảm kích thước. Và phía bên trong của chiếc mũ này chúng ta sẽ có thêm tag của Playboy đây. Đây, tag rất chất của Playboy luôn. Và tag này làm rất là xịn luôn. Và bên trong này cũng có thêm tag nhỏ nữa. Và bề mặt ở phía bên trong này toàn bộ sẽ là màu đỏ và chất vải kaki. Mình còn thấy là ngay cả bên trong này nó cũng sẽ có một cái lớp vải kiểu nhựa, nó giữ form cho chiếc mũ này nhá. Đây là một chiếc mũ được làm thiết kế rất là tỉ mỉ. Và mình sẽ đội cho anh em xem một chiếc mũ dân chơi thì trông nó sẽ như thế nào. Đây anh em có thể nhìn thấy chiếc mũ màu đỏ này. Đấy, quá là nổi bật luôn. Cảm ơn anh em đã xem video đến giờ phút này. Và nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Kiên Hai Hen. Mọi thông tin chi tiết anh em hãy kéo xuống dưới phần mô tả để có thể liên hệ ngay với mình. Và mỗi mẫu chỉ có một sản phẩm duy nhất. Và anh em đừng quên, video này mình đang có chương trình tri ân mua một tặng một. Hãy liên hệ ngay với mình để mình có thể cung cấp cho anh em những cái sản phẩm chất lượng tốt và giúp anh em có một cái diện mạo nó đẹp đẽ hơn, tuyệt vời hơn, tự tin hơn. Cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye.